Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoàng Long Family và xin chúc các bạn một ngày tốt lành. Đây là quả trứng thứ 6. Nhưng mà tình hình là nó bị vỡ mất rồi. Tiếc ghê. Bị vỡ rồi. Trứng bị vỡ mất rồi. Trong này có vẻ như là cái phần lòng đỏ nó rất là nhiều. Mình cũng chưa có nghiên cứu xem là bên trong trứng rùa thì nó như thế nào. Nó cũng giống như những cái loại trứng khác này, cũng có phần lòng trắng và phần lòng đỏ. Và không biết là quả trứng này nó có phôi hay chưa. Nếu quả này là quả có phôi rồi thì rất là đáng tiếc. Đấy, thành phần của một cái quả trứng rùa thì nó chỉ có như vậy thôi, giống như là trứng gà vậy. Còn có phần vỏ, lòng trắng và lòng đỏ. Phần lòng đỏ nó rất là mềm nhé. Lòng trắng cũng vậy. Nhưng mà có vẻ như là thành phần của lòng đỏ nó nhiều hơn hẳn so với lòng trắng. Rất là tiếc. Lòng đỏ nó cũng sẽ chảy ra như thế này. Rất là mềm. Lòng đỏ được một cái phần màng bảo vệ. Và khi cái màng đấy rách ra thì nó cũng sẽ chảy lòng đỏ ra, giống như bao nhiêu quả trứng khác. Và đây là chân dung người mẹ của 6 quả trứng rùa của nhà mình. Cái thực đơn ngày hôm nay dành cho nó chính là cái món mà đa số các loài rùa rất là thích, đó chính là món tôm. Cái thực đơn đồ ăn tươi này thì một tuần mình sẽ cho nó ăn chỉ một lần thôi, bởi vì là nó vẫn đang ở trong cái giai đoạn là mình cần điều chỉnh lại cái chế độ ăn của nó. Vì cái chân trước bên trái của nó trước đây là đang bị liệt. Hiện giờ thì đã hồi phục lại được khoảng là 90% cái chức năng của cái chân trái đó rồi. Nhưng mình vẫn tiếp tục cho chúng nó ăn, và đặc biệt là cho con rùa tai đỏ nhà mình là nó ăn theo cái chế độ ăn kiêng như vậy. Một tuần sẽ chỉ ăn thịt là một lần thôi. Còn lại là ăn rau, các loại thức ăn khác có giàu chất xơ. Và cả những thức ăn giàu canxi nữa. Đó chính là mình nghiền cái bột vỏ trứng ra, xong là trộn vào cái cám rùa của nó, xong lại phơi khô, xong rồi mới cho nó ăn. Ngoài ra thì còn cho ăn cả là sâu canxi nữa. Đó cũng chính là lý do tại sao mà mình lại chọn món tôm là để cho nó ăn. Bởi vì tôm là một thực phẩm rất là lành mạnh, có chứa nhiều protein nạc, chất béo lành mạnh, canxi và các vi chất dinh dưỡng khác. Thế cho nên là mình mới cho tai đỏ nhà mình ăn món tôm này. Và đối với cái chân bị liệt của loài rùa nói chung thì ngoài việc là bổ sung thêm canxi, cho chúng nó thêm tắm nắng, rồi là bổ sung chất xơ để cho hệ tiêu hóa của nó được điều chỉnh lại, một phần cũng không thể thiếu nữa, đó chính là cái việc tập thể dục cho chúng nó. Khi mà cái chân bên trái đằng trước của em tai đỏ nhà mình nó còn yếu ấy, thì mình cho nó tập bộ môn là bơi cùng với cái lũ cá ở trong cái hệ aquaponics của mình. Còn bây giờ chân nó khỏe hơn rồi thì mình lại cho nó đi tập bò ở trên cái mặt phẳng mà có ma sát tốt, giống như thế này. Cái khoảng thời gian mà mình chữa trị cái chân bị liệt của em tai đỏ nhà mình là khoảng hơn 1 tháng nhé. Trước đó 2 tuần là mình phát hiện ra chân nó có vấn đề, và mình để ý và quan sát nó trong vòng 2 tuần thì mới xác định được là chân nó đã bị liệt rồi. Lý do thì là có nhiều lý do, có 4 lý do chính mà mình đã chia sẻ với các bạn ở trong những video trước rồi. Đó là thiếu canxi này, ăn quá nhiều thịt này, ít vận động này,
Và một cái lý do khá là chủ yếu nữa đó là em tai đỏ nhà mình thì nó đẻ, thế cho nên là cái lượng canxi của nó sử dụng rất là nhiều, dồn vào cái việc là tạo vỏ trứng, thế cho nên là thiếu canxi của cơ thể rùa mẹ, gây ra là cái hiện tượng là liệt chân. Và bây giờ thì đã khỏi rồi. Và video này đến đây là hết nhé. Các bạn có thể xem các video khác của mình qua hình thu nhỏ dưới đây. Đừng quên ấn subscribe và nút chuông thông báo để đón xem những video mới vào 8 giờ tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.